Ai chuối không? Ai chuối không? Chuối đi. Chuối con coi. Chuối đi. Chuối con coi. Chuối, chuối, chuối. Chuối đi. Chuối con coi. Chuối đi. Ông chủ thấy. Vương à. Vương chủ tịch đây à. Mới trên thành phố về hả? Lâu rồi không gặp. Bán được nhiều hàng chưa? Bán cũng lai rai. Còn 1, 2 bạn. Còn 4 nãy. Mà trên thành phố về có một mình mới hả? Còn ai nữa không? Không có. Tớ muốn về quê lâu một chút đi mà. Thế được. Thế để chiều nay tớ xét kèo cho anh em mình ngồi nhậu một bữa nha. Được thôi. Vẫn địa điểm cũ. Không say không về. Rồi. Được rồi. Để tớ mang hàng về nhà đó. Rồi chiều hẹn mọi người sau nha. Khoan đã. Bán cho tớ 1, 2 nải chuối đi. Tớ mang về làm quà. Trên thành phố về á mà tặng cho mấy nải chuối à. Mấy đứa con nít nó còn cười vô mặt cho. Quan trọng là tớ thích ăn mà. Thôi được rồi. Để tớ lấy cho một nải. Đây. Còn một nải nữa chín nè. Cậu mang về ăn đi. Hết bao nhiêu tiền vậy? Tớ gửi. Ôi, tiền bạc quan trọng gì. Cậu cầm về ăn đi. Thế tớ cảm ơn nhé. Chuối đi. Anh Thịnh. Trúc. Em đi đâu về vậy? Em đi xem anh làm từ thiện. Từ thiện? Từ thiện cái gì? Bán mấy cái đồ này đã không lời lãi được bao nhiêu rồi, anh lại còn cho người ta như thế thì lấy cái gì mà ăn? Nhưng mà đó là... Là ai thì cũng thế thôi. Này Trúc. 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 Em đi đâu vậy? Trúc. Còn chuyện gì để nói nữa à? Cái chuyện bé tí thôi. Em còn giận anh nữa hả? Tôi làm gì có thời gian để mà giận anh đâu. Tôi đang lo cho cái tương lai của anh đấy. Đứng lại nói chuyện tí coi. Làm gì giận dữ vậy? Lo cho tương lai của anh. Tương lai anh vẫn đang tốt mà. Tốt à? Tốt là như thế nào? Một cuộc sống tốt của người ta là có quần áo đẹp để mặc, có xe để đi, có nhà mặt phố. Còn anh có gì nào? Này, anh có cái xe này nè, với cái rổ chuối này nè. Lại, anh có tình yêu dành cho em nữa đó. Đúng. Một tình yêu chân thành của anh, nó rất cần cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng mà nó sẽ vỡ tan khi mà không có tiền thôi. Ý em là sao? Ý em là chúng ta chia tay đi. Cái gì? Em nói thật hả? Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Thà đau khổ mà được sống một cuộc sống sung sướng còn hơn vui vẻ mà sống trong cảnh nghèo khổ. Trúc. Trúc. Được rồi. Em sẽ hối hận thôi. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Thà đau khổ mà được sống một cuộc sống sung sướng còn hơn vui vẻ mà sống trong cảnh nghèo khổ. Trúc ơi, ra anh bảo Trúc ơi. Này con kia, mày không ra thì mày đừng trách tao như vậy. Mày ngon thì mày trốn luôn trong đó đi. Còn phong ơn bộ nghĩa này. Trúc. Trúc ơi. Trúc. Thế cậu đang làm cái gì đây? Trúc, cho anh xin lỗi đi. Anh không thể sống thiếu em được. Anh đừng tìm tôi nữa. Tôi đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi điều gì nữa đâu. Trúc à, bao nhiêu năm qua mình yêu thương như vậy mà bây giờ em nói bỏ là bỏ sao? Thanh xuân của tôi có hạn,
Tôi không thể đánh cược với một người như anh được. Được. Anh nghe em của anh nói gì chưa? Nó đang phụ bạc tôi đấy. Là một thằng đàn ông ấy, phải đem được cảm giác an toàn cho người mình yêu. Đừng để đến lúc mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa thì mới hối hận. Mày hiểu không? Bây giờ anh còn bè chạy đời tôi nữa hả? Anh nhìn lại anh đi. Anh đã ngoài 30 tuổi rồi mà có gì? Anh vẫn độc thân, có ai yêu anh không? Anh vẫn là một thằng ế. Thằng ngu này, vậy cái tai lên mà nghe. Tao hy sinh tất cả mọi thứ để cho các em của tao có cuộc sống đầy đủ. Còn mày mới chỉ vấp ngã một chút thôi mà đã than trời trách đất. Em gái tao bỏ mày đã đúng mà. Đi vào. Trúc, anh xin lỗi mà, mình quay lại đi mà. Trúc. Trúc. Alo, tôi nghe. Anh làm hàng cho em chưa? Chút nữa em cho người qua lấy. Được rồi, cho người qua lấy đi. Tôi đang làm đây. Sao vỏ ngoài mà chín, sao trong ruột lại xanh như vậy nhỉ? Đây có phải mùi của chuối hóng đâu. Mùi gì mà lạ vậy nhỉ? Bây giờ đã đến giờ rồi mà sao Thịnh vẫn không gọi cho mình nhỉ? Bao nhiêu năm rồi mà cái tính tình vẫn như vậy à? Vương hả? Tớ xin lỗi, tớ không biết. Cậu làm gì mà mạnh tay vậy? Suýt chút nữa thì gãy tay tớ rồi đấy. Tại tớ thay quân tính đấy mà. Mà cậu đi tìm tớ hả? Cậu lại quên rồi đúng không? Mới hẹn tớ đi nhậu mà. Tại vì công việc ở quán nhiều việc quá nên tớ quên. Thôi, giờ đi thôi. Hả? Mặc như vậy mà đi á? Đúng rồi, mình đang ở quê mà sợ gì đâu. Còn cậu ở thành phố khác. Thế mình đi. Đi.
Mày không uống à? Tao sợ mày uống không đủ. Uống đi, hết rồi mua tiếp. Mày bị sao vậy? Tao thất tình. Mày đang đùa tao đấy à? Tao đùa mày làm gì? Trước giờ tao có đùa mày không? Chẳng phải mày với Trúc đang yêu nhau sao? Tao có tưởng là... Không. Không yêu nhau gì cả. Trúc bây giờ đã bỏ tao. Nó theo đại gia rồi. Có chuyện như vậy nữa à? Hay là cô ấy đang lo cho mày, lo cho tương lai và sự nghiệp của mày, nên cô ấy mới làm vậy. Trong phim ấy, người ta cũng đều làm như thế cả mà. Không có đâu. Đó chỉ là trên phim thôi. Còn đây là ngoài đời thực mà. Con Trúc đó, với thằng anh của nó, chỉ là những con người hám tiền mà thôi. Nó chê tao nghèo, rồi nó bỏ tao đi theo mấy thằng đại gia đấy. Vậy thì mày phải cố gắng chứng tỏ bản lĩnh của mình cho người ta thấy chứ. Alo. Anh ơi, hàng của em xong chưa anh? Người của em đang đứng trước cửa nhà anh này. Hàng hết rồi, bữa sau bán. Mày thấy không? Đây chính là nguyên nhân đấy. Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Đừng để hai thứ đó lẫn lộn vào nhau. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì cả. Nghe lời tao đi, về nhà làm hàng cho khách. Được rồi. Coi như nay hai thằng đi. Ở xa sẽ đông đủ hơn. Giờ uống này cái gối rồi mày. Tao về nha. Anh Ân, tỉnh lại đi anh Ân. Mau cứu Trúc. Trúc ơi, tỉnh lại đi em. Trúc, cứu tôi đó. Mọi người ơi, cứu người, mọi người ơi. Theo những kết quả xét nghiệm cho thấy, ở trong cơ thể của anh em họ có chứa CO2,4D. Thuốc diệt cỏ? Tuy nói là thuốc diệt cỏ, nhưng nó có công dụng làm tươi và chín trái cây. Còn khi ở trong cơ thể người thì nó trực tiếp phá hủy lão, gan và hệ tiêu hóa. Nói như vậy thì anh em của họ đã ăn phải chất này? Không phải. Vì trong cơ thể họ hoàn toàn là nước. Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu, cần phải theo dõi thêm. Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ nhé. Thuốc diệt cỏ à? Chắc chắn là có người muốn hại gia đình nhà cậu ấy rồi. Tại sao đã bao lâu rồi mà vỏ chuối này nó vẫn tươi như vậy nhỉ? Theo những kết quả xét nghiệm cho thấy, ở trong cơ thể của anh em họ có chứa CO2,4D. Thuốc diệt cỏ? Tuy nói là thuốc diệt cỏ, nhưng nó có công dụng làm tươi và chín trái cây. Còn khi ở trong cơ thể người thì nó trực tiếp phá hủy lão, gan và hệ tiêu hóa. Sao Thịnh có thể làm việc này được? Chắc không phải là cậu ấy đâu. À mà đúng rồi, mình đã nhìn thấy cậu ấy làm việc mờ ám trước cổng nhà Trúc mà. Đây là cái mùi gì mà lạ vậy nhỉ?
Không lẽ là thuốc diệt cỏ? Nhưng mà tại sao Thịnh lại muốn hại gia đình nhà Trúc chứ? À đúng rồi, mình hiểu ra rồi. Alo, em muốn nhờ anh giúp anh một việc. Anh xem được chưa? Phải từ từ nó mới ngâm thuốc chứ. Mày làm gì mà vội thế? 30 phút rồi đấy. Hay là anh đổ ít quá, nó không lên màu. Ê, mày bị điên hả? Mày đổ thêm nữa là chết người đấy. Nhưng mà khách của em nó đang rụng loạn hết rồi kìa. Nó đang chuyển màu rồi kìa, mày thấy không? Từ từ thôi chứ. Cái gì cũng phải từ từ. Dục hết cái lên. Tôi đã quay này được hết rồi nhá. Này, Vương, mày đang quay cái gì đấy? Tôi đang lấy bằng chứng để cho cơ quan chức năng điều tra về hành vi phạm pháp của các người đấy. Phạm pháp gì ở đây? Tôi không biết gì hết. Này này, Tước Vương, mày đang bày trò gì đấy? Tôi không có bày trò, tôi đang lên án về hành vi xấu xa của cậu đấy. Hành vi xấu xa gì ở đây? Cậu ngâm tẩm hóa chất vào hoa quả, sau đó bán lại cho người dùng. Cậu có biết làm như vậy là nguy hiểm cho người ta lắm không? Nguy hiểm cái gì chứ? Tôi á, là tôi pha vừa đủ lưu lượng mà. Có quá lưu lượng đâu mà mình lo. Hơn nữa, đây là cách kiếm tiền nhanh nhất của tôi đấy. Kiếm tiền có rất nhiều cách, không nhất thiết cậu phải làm như vậy. Hơn nữa, bây giờ cậu mới suy nghĩ đến việc kiếm tiền, liệu có quá trễ hay không? Không, có gì đâu quá trễ. Đây là mới thời cơ kiếm tiền của tôi, đây là những bước đầu mà thôi. Cả nhà Trúc đang trong cơn nguy kịch vì cậu đấy. Cái gì? Trúc, Trúc bị làm sao? Cậu còn hỏi tôi được à? Có phải vì cậu tức giận, sau đó mang những chất này đến đổ vào nước ăn nhà Trúc không? Cậu có biết rằng hai anh em cô ấy đang trong cơn nguy kịch ở bệnh viện được không? Rồi giờ hai anh em bị làm sao rồi à? Cậu không có tư cách để hỏi tôi câu đấy. Bây giờ cậu có hai sự lựa chọn. Một là đến cơ quan chức năng để đầu thú. Còn hai là tới cơ sở y tế thăm hai anh em cô ấy lần cuối, sau đó thì ra cơ quan chức năng. Không, không, tôi không muốn đi tù đâu. Tất cả những việc làm sai trái đều phải trả giá. Cậu sẽ không thoát tội được đâu. Không, không, tôi không muốn đi tù đâu. Thịnh, Thịnh.